được ra. Mình là một người suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra. Và có nhiều chuyện trong cuộc sống á, mình bị ngại nói ra trực tiếp á. Nên là dù vô tình hay là cố ý, mình đã chọn cách bỏ qua. Và khi nói ra á, ta đều sẽ sợ những cái lời nói của chúng ta sẽ bị những cái người xung quanh đánh giá. Nhưng khi mà viết á, đâu đó chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác an toàn. À, tôi viết như vậy tôi có thể trải lòng nè. Còn nếu mà sợ người khác thấy á, thì viết xong giấu cho kỹ vô. Chứ đừng có kiểu, tao viết thơ nè, đọc không, đọc không. Sợ thì chỉ mình biết thôi nha. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Cuộc sống dạo này tấp nập quá ha. Đôi khi khiến chúng ta quên bản thân mình đi, phải lùi lại một bước để nhường chỗ, ưu tiên cho những cái chuyện khác bên lề. Chính vì cái lý do đó nên là hôm nay mình mới có mặt ở đây để cùng mọi người chúng ta cùng nhau kết nối lại bản thân mình. Bằng cách nào đây? Bằng cách hãy tự viết một lá thư và gửi cho chính bản thân ở tương lai nha. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Sao để viết một lá thư gửi cho chính bản thân mình đây? Nói dễ thì cũng dễ đó, chỉ cần nghĩ gì viết đó thôi. Nhưng mà mình thuộc kiểu người muốn chu toàn từ đầu đến đuôi á. Không làm thì thôi, làm là phải làm đúng và vừa ý mình nhất. Điều đó ok, nhưng mà đôi khi nó sẽ tạo nên một cái áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của mình. Các bạn có ai giống mình không? Thay vì đụng đâu viết đó thì theo những cái kinh nghiệm mà mình đã tích góp lại trong việc viết thư á, mình sẽ cho bản thân một cái hẹn. Ví dụ như là cuối tuần này thì tao sẽ viết thư. Nên là từ những cái giây phút đầu tuần á, hãy tập cho mình sống chậm lại, quan sát những cái hiện tượng đang diễn ra. Vì sao phải làm như vậy? Lát sau mình sẽ giải thích kỹ cho nghe. Lá thư viết cho chính bản thân mình của mỗi người nó sẽ không giống nhau, nhưng mà chung quy điều mình cảm thấy là cần thiết nhất cho một lá thư như vậy đó là bạn phải ở một mình để tâm thật là bình lặng. Lúc đó bạn phải đảm bảo là bạn không bị những cái yếu tố bên ngoài tác động vào. Điều thứ hai đó là vật dụng. Nói là lá thư chứ bản thân mình sẽ cháo trở một tí. Mình sẽ viết những cái điều nhắn nhủ vào trong cuốn sổ, tại vì mình lo nó sẽ bị gió cuốn đi hoặc là như thế nào ấy. Và khác với hình thức viết nhật ký là phải ngày ngày viết, mình chọn viết thư vì nó sẽ như kiểu là muốn viết khi nào thì viết vậy đó. Điều thứ ba là về phần nội dung. Nó sẽ không gặp khuôn tới mức mà tôi viết như thế nào thì bạn sẽ viết như vậy. Mà các bạn có thể xem đây là một hình thức tham khảo, vì mình đã dùng cái cách này để mà viết lá thư ngày 29 tháng 2. Trước tiên thì mình sẽ viết ngày tháng viết thư. Rồi sau đó thì mình sẽ kể ra trong lá thư những cái sự kiện gần đây, những cái sự việc mang lại những cái cảm xúc đặc biệt như là buồn, vui, giận, hờn, rồi ấm ức. Tuốt tuần tuột kể ra hết trong lá thư như đang tâm sự với một người bạn vậy. Đó chính là lý do khúc đầu mình kêu mọi người là hãy cho bản thân mình một cái hẹn để mà viết lá thư. Nó như là một cái sự chuẩn bị vậy. Vì nếu mà kêu bất chợt viết thư thì nhiều khi chúng ta sẽ không biết là viết cái gì vào lá thư. Và nhiều khi viết xong rồi á thì bất chợt lại nảy ra thêm nhiều ý quan trọng muốn viết thêm vào trong lá thư. Cái cảm giác đó là mình rất là ức chế luôn. Bạn cũng có thể viết vào trong lá thư những cái bài học bạn đã học được gần đây. Ai là người đã tác động vào bạn, đã dạy cho bạn những cái bài học đó. Cảm nghĩ trước và sau khi học được bài học đó là gì. Như mình, một bài học quan trọng về việc quan sát hơi thở. Các bạn biết không, hơi thở nó thật sự rất là kỳ diệu luôn ấy. Những khi tức giận á, bạn thử hít một hơi sâu, bạn sẽ liền cảm thấy cơn tức giận nó được vơi đi.
ý thức được cái điều đó nha, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể tập trung vào hơi thở. Đó chính là cái lý do mình đã viết cái bài học này vào trong lá thư. Nó như là một hình thức tự nhắc nhở chính bản thân mình vậy. Có thể hiện tại bạn sẽ cảm thấy là những việc bạn đã trải qua nó không quá là đặc biệt, nhưng mà tin mình đi, một khoảng thời gian sau, khi mà bạn mở lại lá thư tay, bạn gửi cho chính mình á, bạn đọc, bạn sẽ rất là hoài niệm. Bạn sẽ như được sống lại một lần nữa với chính những cái kỷ niệm ấy. Thành thật mà nói nha, cái cảm giác đó chính là cái cảm giác mình thích nhất khi mà viết lá thư tay. Tiếp theo, ở phần nội dung, bạn cũng có thể viết vào đó những cái dự định tương lai của bản thân, những điều bạn muốn, con người bạn muốn trở thành từ những bài học vụn vỡ của hiện tại. Bạn biết không, ở ngoài kia xô bồ quá, vội vã quá, đôi khi khiến chúng ta quên đi bản thân mình, quên đi kiểu người mà mình muốn trở thành, quên đi những cam kết vô hình mà tự bản thân đã đặt ra. Một khía cạnh không thể thiếu trong những lá thư của mình đó là về mặt tình cảm. Mình cũng rất tò mò về tương lai, mình cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của bạn đó vậy. Không biết lần tới mở thư ra, những cái mối quan hệ xung quanh mình sẽ ra sao? Những người bạn hiện tại ổn không? Có còn chơi chung không? Nghe hụt hẫng ha, nhưng mà cuộc sống mà. Và đặc biệt, điều này dành cho ai chưa có bồ. Có bồ rồi thì đừng tham nha. Đó là không biết lần tới mở thư ra, bản thân có bồ chưa nhỉ? Người yêu đó có đúng cái gu mà mình tưởng tượng không nhỉ? Rất là tò mò đúng không? Các bạn có giống như mình tò mò không? Điều thứ tư cũng là điều cuối cùng. Đó là hãy cho mình một cái cột mốc thời gian nhất định để mà mở lá thư ra xem. Có thể là vào ngày cuối cùng của năm, vào đúng khoảnh khắc giao thừa, vào ngày sinh nhật chẳng hạn. Bản thân mình á, thì mình chọn ngày 29 tháng 2 là một ngày đặc biệt, 4 năm chỉ có một lần thôi. Thì cũng có thể tương lai mình sẽ viết thêm một lá thư với một cái nội dung khác, và thời gian mở thư nó sẽ ngắn lại. Thực ra mình là một người suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra, và có nhiều chuyện trong cuộc sống á, mình bị ngại nói ra trực tiếp á. Nên là dù vô tình hay là cố ý, mình đã chọn cách bỏ qua. Nhưng khi mà viết ra thì một lần nữa mình cho phép bản thân cái cơ hội được sống lại cái tình huống ấy. Và lần này sẽ được chạm tới tầng lớp sâu nhất của dòng suy nghĩ của bản thân về cái tình huống vừa rồi. Và khi nói ra, ta đều sẽ sợ những cái lời nói của chúng ta sẽ bị những cái người xung quanh đánh giá. Nhưng khi mà viết, đâu đó chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác an toàn. À, tôi viết như vậy tôi có thể trải lòng nè. Còn nếu mà sợ người khác thấy á, thì viết xong giấu cho kỹ vô. Chứ đừng có kiểu, tao viết thư nè, đọc không, đọc không. Sợ thì chỉ mình biết thôi nha. Và một điều nữa khiến mình rất là thích viết, đó là gì các bạn biết không? Đó là mình cảm thấy bản thân mình lý tính hơn sau những lần mình viết. Ví dụ như khi mà cuộc sống xảy ra một điều bất ngờ, một điều không mong muốn, ta có bị cuốn đi mà không kịp suy nghĩ cái gì cả, ta không kịp phòng vệ mà cứ bị lôi đi thôi. Nhưng mà khi viết, ta cho mình cơ hội sống lại cái tình huống ấy, ta sẽ suy nghĩ cặn kẽ hơn. Và những cái suy nghĩ này nó cho chúng ta kinh nghiệm, chúng ta rút được kinh nghiệm. À, lần sau nếu mà gặp những cái tình huống tương tự, tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ làm như thế kia. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã xem tới giờ phút này của video và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.